Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Big Simon Reforged. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên cho mình một like, đăng ký kênh và nhớ ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì trong thời gian offline mình có tìm hiểu rất là nhiều cái món vật phẩm từ cái mod Big Simon này các bạn ơi. Và mình đã tìm hiểu mấy cái công thức mà để tạo từ những cái này nè các bạn ơi. Đây là một cái infuser nè, đó nó khá là xịn sò luôn. Ui, mình đang đứng ở gần nhà mình á nên nó khá là lắc luôn các bạn à. À, và mình cũng đã có ghi thành sách rất là nhiều cái món vật phẩm ở đây nè các bạn ơi. Đây, chúng ta có vật phẩm hồi máu nè, đó rất là nhiều loại ở đây luôn nha. Ồ, ở đây thì có vật phẩm hồi mấy cái status, tức là khi mà chúng ta bị cháy nè, bị đóng băng hoặc là bị tê liệt đồ á, thì giờ chúng ta có thể dùng những cái món vật phẩm này để mà chữa trị cho Pokemon nha các bạn ơi. Nói chung thì cũng khá là xịn sò luôn. À, và ngoài ra thì mình còn có rất là nhiều cái loại vật phẩm khác như là vật phẩm hồi BB nè. BB tức là cái số lần sử dụng chiêu của Pokemon đó. À, chúng ta còn có EV item. Khá là xịn sò luôn đây ha. Ngoài ra thì mình còn có được mấy cái revive và battle item nữa nè. Ui, cái gì vậy? À, có một con Barjot nó thách đấu mình nè các bạn ơi. Trời ơi, lâu rồi mình mới quay trở lại với Big Simon đó. Khá là xịn sò luôn ha. Đây, tôi đang giới thiệu vật phẩm mà. Ồ, đây thì chúng ta có mấy cái order item như là ability capsule. Cái này chúng ta có thể dùng để mà thay đổi ability của Pokemon. Thì ability là cái nào? Nó là cái này nè các bạn ơi. Đây, đây là ability con Ho-Oh. Nó là pressure nha. Nói chung thì nó chỉ có thể thay đổi ability của Pokemon nếu mà Pokemon đó chỉ có hai cái ability thường thôi đó. Chứ mà có thêm một cái ability ẩn nữa thì là nó không có thể thay đổi được đâu nha các bạn ơi. Ngoài ra thì chúng ta còn có khá là nhiều cái loại vật phẩm khá là xịn sò ở đây luôn nè. BB Max, BB Up, mấy cái nút chai bạc, nút chai vàng, một cái Rare Candy Bar. Trời, mình cứ tưởng cái Rare Candy Bar này là dùng để tăng cấp Pokemon, nhưng mà không phải các bạn ơi. Chức năng của nó là full heal thôi. Đó, nói chung là hồi máu cho Pokemon thôi các bạn ơi. Trời ơi. Ngoài ra thì mình còn có mấy cái món vật phẩm khác nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ cho bạn coi. Ở đây thì mình đã có được mấy cái nút chai bạc rồi nè. Thì nút chai bạc đó nó khá là xịn sò luôn các bạn ơi. Chúng ta có thể đọc được từ đây nè. Đó, mình ghi ra đây luôn để cho mà đỡ mất công đó các bạn ơi. Nó sẽ tăng max một trong 6 chỉ số của Pokemon level 100 nha các bạn ơi. Đó, đây là chỉ số IV nha, tức là chỉ số mà chúng ta không có thể can thiệp vào được. Còn chỉ số EV á, là chúng ta có thể đi luyện được nha các bạn ơi. À, thêm một em Pokemon thách đấu mình nữa, dánh của tỏi hết luôn. Ngoài ra thì mình cũng có được những cái nút chai vàng. Nút chai vàng này á, thì nó rất là xịn sò luôn các bạn ơi. Chúng ta có thể tăng max 6 cái chỉ số EV của Pokemon luôn. Ta nói nó xịn thì thôi rồi luôn các bạn à. Thì những cái nút chai vàng, nút chai bạc này á, các bạn có thể có được bằng cách đi câu cá nha các bạn. Rồi, và tiếp theo chúng ta có được hai cái món vật phẩm nó cũng khá là xịn sò luôn, đó chính là BB Up và BB Max. Thì những cái món vật phẩm này á, nó sẽ tăng vĩnh viễn thêm cái số lần sử dụng chiêu cho Pokemon đó các bạn ơi. Đó, ví dụ ở đây thì chúng ta có được cái chiêu Sideshow Kết của cái em Necroma này nè. Số lần sử dụng của nó là 20 nè các bạn ơi. Chúng ta có thể tăng max lên được luôn nha các bạn ơi. Đó, tăng cho nó tối đa hình như là tầm 32 thì phải. Đó, nói chung thì nó sẽ tăng được 160% là max đó các bạn ơi. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi xài những cái món vật phẩm đó cho các bạn cùng coi nha. Đó, chúng ta tốn khá là nhiều thời gian để mà tìm hiểu về những cái món vật phẩm đó các bạn ơi. Và nó có khá là nhiều cái món đồ xịn sò mà chúng ta bây giờ có thể chế tạo được đó các bạn ơi. Ui, ta nói nó xịn vải chữ luôn nè. Như là những cái incense này nè. Đó, chúng ta có công thức hết nha các bạn ơi. Những cái game này nữa chúng ta cũng đều có công thức hết. Nấu từ mấy cái infuser nè. Đó, những cái này nè các bạn ơi. Có con gì đây các bạn ơi? Wow, một con rainbow. Mình sẽ tiễn nó đi luôn nha các bạn ơi. Đó, ui, để mình coi thử cái em Ho-Oh của mình. Ui, Ho-Oh nó chưa lên cấp các bạn ơi. Ôi, ở đây thì mình có em Caesar là cấp 100 rồi. Thôi, chắc mình sẽ đem đấng sáng tạo đi ra để mà tiến hành nâng max chỉ số cho đấng sáng tạo nha các bạn ơi. Tạm cất Inveto vào trong đây nha. Chúng ta sẽ mang Aceus ra nè. Aceus ra trận. Ui, đây là Aceus hệ gì đây? Có vẻ là như là Aceus hệ cỏ đó các bạn ơi. Bộ cái hiệu cái đã.
Rồi, đây rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra coi. Ui, lâu lắm rồi mình mới gặp lại đón sáng tạo đó bạn à. Xịn so thiệt sự luôn. Mình sẽ cùng kiểm tra coi những cái điểm IV, điểm EV của cái đón sáng tạo này nha các bạn ơi. Thì về cái phần điểm EV á, mình đã nâng mắt rồi nè. Đây, EV là cái điểm này các bạn ơi. Đón sáng tạo thì đang ở slot thứ nhất nên là mình sẽ nhập là ô thứ nhất thôi nha. Đó, EV của đón sáng tạo hiện tại là 510 đó các bạn ơi, maximum rồi đó. Mình nâng max speed nè, cũng như là max special attack thôi. Đó, và nâng thêm 6 điểm max attack nữa. Còn cái điểm mà chúng ta không có thể can thiệp được đó chính là cái điểm IV này nè các bạn ơi. Đó, điểm này thì nó rất là xịn sò luôn. Wow, đón sáng tạo cái điểm IV nó cũng cao với chưởng hả. Wow, có được 3 điểm IV đã maximum rồi nè các bạn ơi. Đó chính là điểm HP nè, điểm máu, defense, đây là điểm phòng thủ. Và special attack, đây là tấn công đặc biệt hả. Vậy là chỉ còn 3 thuộc tính nữa thôi là đón sáng tạo sẽ maximum cái điểm này rồi các bạn ơi. Và bây giờ thì mình sẽ lấy những cái nút chai bạc ra nè. Đó, mình đã có rất là nhiều cái nút chai bạc này nè. Khi mà đi câu mấy game club ở bờ đó các bạn ơi, rất là xịn sò luôn. Cái này chúng ta chỉ có thể dùng super rod để mà câu được thôi nha. Nó hiếm phải cả chữ luôn đó các bạn ơi. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành xài trên đấng sáng tạo thôi. Mình chưa có đủ may mắn để mà gặp cái nút chai vàng nên chỉ gặp được nút chai bạc thôi các bạn ơi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành xài lên đấng thôi. Đây, mình sẽ thử cho các bạn coi. Cái em Ragabul này chưa đủ cấp 100 nên là chúng ta không có thể xài được nha. Đó, chỉ có đón cấp 100 thì chúng ta mới có thể xài được cái nút chai này nè các bạn ơi. Đó, vì cái em Aces này á đã mắc 3 cái chỉ số rồi nên là chúng ta không có thể nâng mắt lên được nữa nha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành nâng mắt Attack lên nè. Ồ, nó sẽ nâng Attack từ 269 lên 277. Ui, xịn vãi chưởng luôn. Tiếp theo là Special Defense nè các bạn ơi. Đó, maximum luôn. Và cuối cùng là Speed. Và đây chính là các cái chỉ số của Aces khi mà đã nâng mắt rồi nè các bạn ơi. Rất là xịn sò luôn. Tất cả đều là 31 hết luôn rồi nha. Và chúng ta sẽ cùng kiểm tra coi khi mà Aces á mắc chỉ số thì nó sẽ như thế nào nè các bạn ơi. Ui, rất là kinh khủng luôn các bạn ơi. Ui, ta nhìn mấy cái chỉ số này á, nó xịn thiệt sự luôn các bạn ơi. Ui, sẵn tiện chắc mình sẽ đi đánh với lại cái em Pharos này thử nha. Để bây giờ mình lấy cái tấm play hệ tiên đi ha. Ui, em đang bị cháy rồi kìa. Ui, chết rồi. Tấm play hệ tiên à, đây PC play nè các bạn ơi. Lâu lắm rồi tôi mới xài lại em đấng sáng tạo Aces này đó. Mình xài luôn cái chiêu trước mình này luôn nha các bạn ơi. Ui, một hit dành củ tỏi luôn rồi, mạnh với cái chưởng luôn các bạn ơi. Và nó cho mình một cái Ray Candy với lại một cái Super Rebel. Cái Super Rebel này á chúng ta có thể sử dụng để mà cho các cái em Pokemon xung quanh á nó không có thể mà tự ý thách đấu mình nữa đó các bạn ơi. Đó, nó bớt hung hăng lại. Rồi, thì chắc mình sẽ bỏ cái viên kẹo này vào trong đây đi ha. Mình không có xài bây giờ đó các bạn ơi, tại vì nó sẽ khá là phí đó. Nãy giờ á thì mình có tiến hành dọn cái PC này nè cho nó gọn lại đó các bạn ơi. Đó, chúng ta đã sắp xếp rất là nhiều cái trang lại luôn nè. Ở đây thì mình đã có trang của những em Pokemon mà mình có thể breed in ra được đó các bạn ơi. Toàn là Pokemon tí hon không à, Pokemon baby nè. Đó, chỗ đây thì mình để mấy em Mewtwo với lại Onigiri ở đây nha các bạn ơi. Tại vì nó có 70 dạng Onigiri lận. Hôm trước mình quên tính tới những cái dạng Onigiri Shiny nữa đó các bạn ơi. Đó, rất là nhiều luôn. Bên này thì là những em Pokemon Shiny nè các bạn ơi. Rất là nhiều Pokemon Shiny của mình luôn nha. Xịn vãi cái chưởng à. Trang thứ ba là trang của mấy em Magrip nè, Floret cũng như là mấy em Floetti. Floetti thì nó có một cái dạng đặc biệt nữa nhưng mà mình chưa có bắt được các bạn ơi. Đó, những cái trang này là những cái trang về Silot nè, Clobber. Đó, và trang bên này cũng là về những em Pokemon Shiny nữa các bạn ơi. Cũng như là những cái Pokemon á mà nó có nhiều cái dạng khác nhau á. Rất là nhiều luôn, khá là xịn sò các bạn ơi. Mình đã sắp xếp rất là đầy đủ luôn rồi nha. Bên đây thì mình có được mấy cái dạng Pokemon về Alter Pokemon nè và Galarian Pokemon luôn. Xịn sò chưa kìa. Rồi, và mình cũng có sắp xếp luôn mấy cái em Yuno này nữa các bạn ơi. Yuno này thì nó có rất là nhiều dạng luôn. Nhiều vậy cái chữ luôn đó. Bên này thì về những cái Pokemon mà có thể tiến hóa Mega được nha các bạn ơi. Em nào mà tiến hóa Mega được thì mình đều bỏ vào trong này hết nha. Và có một em Sableye mình đã cầm theo đây nè. Rồi, tới trang này thì về những cái Pokemon huyền thoại nè các bạn ơi. Magic Cap Sim rất là nhiều luôn. Các Pokemon huyền thoại mình đều bỏ trong đây hết. Wow, xịn thiệt sự các bạn ơi.
tiếc là cái Pokédex của mình á, nó chỉ có 30 trang thôi. Nó mà có nhiều trang hơn thì mình sẽ sưu tầm thật là nhiều Pokémon nữa đó các bạn ơi. Ôi hồi nãy mình thấy trên đây có một em cách phơm, không biết nó đã biến mất chưa ta. Ơ à, chưa các bạn ơi. À bữa này có một em cách phơm nè. Đây mình sẽ tiến hành bắt nó luôn nha các bạn ơi. Mình phải bắt cho nó đủ 4 cái dạng cách phơm mới được. Cách phơm nó có rất là nhiều dạng luôn các bạn ơi. Ôi bắt không được rồi các bạn ơi. Mình sẽ chuyển qua cái quả Dustborn đi ha. Mình cũng có thể dùng cái quả Liverborn được nha. Tại vì cấp của cát phơm nó là 25 mà. Thì về cái em cát phơm này nó có được 4 dạng. Đó chính là dạng Normal nè, dạng Sunny, dạng Rainy và dạng Snowy các bạn ơi. Đại khái là dạng nắng nè, mưa, tuyết cũng như là dạng bình thường nha. Nó sẽ thay đổi dạng theo thời tiết đó các bạn à. Rồi mình lại dùng tiếp cái quả Dustborn coi. Ủa sao cái em cát phơm này nó khó thu phục quá vậy ta. Ui vẫn chưa được các bạn ơi. Nó làm đóng băng cái em Ho-Oh của mình rồi kìa. À em này được. À mình sẽ chuyển qua cái quả Tamerborn đi ha. Nãy giờ thì bắt rất là nhiều lần rồi. Hy vọng Tamerborn nó sẽ cộng thêm cho chúng ta cái phần trăm bắt nha. Ôi vẫn chưa được luôn. Ui tại sao có một em Pokemon dễ như thế này mà chúng ta không có thể bắt được ngay lập tức ta. Ui cái bên mình có được một em Lavita luôn cơ bạn. Rồi để mình run cái coi. Em cách phơm này nó bị cái gì vậy? Mình sẽ dùng Niroma ra nè. Để cho nó sợ các bạn ơi. Niroma của mình thì đã đạt được cấp 98 luôn rồi đó. Cấp cao vãi luôn. À, lần này thì mình sẽ xài cái quả Whitbon tiếp ha. Ui không hiểu sao cái em cách phơm này nó khó bắt quá vậy ta. À tại vì nó trên núi nên mình không có thể dùng Dustbon được các bạn ơi. Mình quên mất. Liverbon thử đi. Lần này mà không được nữa thì tôi cho em Caesar ra đó nha. Ôi nó không có chịu nghe lời mình các bạn. Tức quá à. Mình sẽ chuyển qua cái em Caesar này đi ha. Đây là thời điểm chúng ta sẽ dùng chiêu Phone Sweep nè. Wow. Phone Sweep một phát. Còn một máu luôn. Này thì không nghe lời hả. À, bắt nó luôn bằng Liverbon luôn nha các bạn ơi. Cấp 25 thôi mà sao khó nhằn quá vậy. Và lần này thì... Ui, vẫn chưa được luôn. Ôi, cái gì mà khó quá vậy? Tamerborn thử coi. Ui, cái em cách phơm này khá là khó tính đây các bạn ơi. Và lần này thì thành công rồi nè. Đó, sao bao nhiêu khổ cực. Chỉ để bắt một em cách phơm thôi đó các bạn ơi. À, đây rồi các bạn ơi. Đây chính là em cách phơm mình mới vừa bắt đây nè. Còn em này thì mình đã có sẵn rồi. Đây... Cast Firm, đây là Cast Firm... Ôi, Cast Firm mặt trời các bạn ơi. Chúng ta đã có một dạng Cast Firm, đó chính là Cast Firm thường rồi. Chắc mình sẽ đi bắt thêm mấy dạng nữa đi ha, cho nó đủ luôn. Đâu rồi, cái trang của em Cast Firm mình để ở đâu rồi? Đây rồi các bạn ơi. Đó, chúng ta đã có được một em, đó chính là Cast Firm hệ thường. Cũng như là Cast Firm mặt trời rồi nha. Ồ, ngon lành luôn các bạn ơi. Mình còn Cast Firm mưa với lại Cast Firm tuyết nữa. Mình vừa làm một giấc cho trời nó sáng lại đó các bạn ơi. Hồi nãy thì trời nó mới mưa, nó làm cái thời tiết của mình hơi bị xấu một xíu. Rồi bây giờ thì mình sẽ lại đi tìm cát phơm thôi. Cát phơm thì nó sẽ xuất hiện tại những cái vùng Extreme Hill, những cái vùng đồi núi này nè. Vào bất kỳ cái thời gian nào nha bạn ơi. Em này thì nó xuất hiện rất là phổ biến luôn. Nên là anh em cứ yên tâm mà đi bắt nó nha. Ôi mình còn hai dạng nữa. Mình đã vừa cất hết một em Sapphire vào trong đây nè. Để mình có bắt cát phơm thì nó sẽ vào ở cái ô còn lại, cái ô thứ 6. Chứ không thì nó sẽ bị làm loạn cái Pokédex mà mình mới vừa sắp xếp đó các bạn ơi. Chúng ta sẽ bay đi chỗ khác đi ha. Trời ơi, kiếm một cách phơm thôi mà, khó khăn quá vậy hen. Ui đây rồi các bạn ơi, vừa nhắc nó xong. Cách phơm nữa. Ui lần này thì, qua nó tự chuyển hệ luôn rồi các bạn ơi. Mình vừa tới gần một phát nó đã chuyển sang cách phơm mặt trời luôn rồi nè. Đây, lần này mình lại tiếp tục dùng cái quả Whitbon nha. À, nó đã đổi về cái dạng cách phơm thường rồi kìa. Ôi xa xa có một em Charmander kìa các bạn ơi. Để từ từ đã, bắt cách phơm trước đi các bạn ơi. Ủa đây Charmander nè. Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại đó. Ôi trên cao có được một em Vivillon nhưng mà là cái dạng Extreme. Cái dạng Extreme Hill thôi. Không có gì đặc biệt các bạn ơi. Em cách phơm này thì mình sẽ cất vào đây luôn đi ha. Tí mình sẽ đi chuyển hệ cho các bạn coi nha. Hy vọng là bên này sẽ có được mấy em cách phơm tuyết nha. Ui, nó có mấy cái vùng núi đó các bạn ơi. Cách phơm thì nó ở trên chủ yếu là mấy cái núi tuyết này thôi nè. Wow, hấp dẫn. Ủa, có một con Creeper Shiny kìa.
Mình đã có con này chưa ta? Ui, mình chỉ có Escarill thôi, nhưng mà nó chỉ là dạng thường các bạn ơi. Thôi, bây giờ thì đi bắt cái con Creeper này thôi nè. Ui, nó ở dưới hang hả? Ui, cái con Shiny này. Chúng ta sẽ tiến hành đi xuống để mà bắt nó thôi các bạn ơi. Hấp dẫn, hấp dẫn. Đây, sắp tới rồi các bạn à. Đây nè, Creeper của chúng ta đây nè. Đây, wow, nhìn màu nó đẹp phải chữ luôn ha. Mình sẽ bắt nó bằng Whipball nha các bạn ơi. À, nói chung thì cái quả đầu tiên á, các bạn cứ quăng Whipball ra cho mình. Thì nó sẽ có tỷ lệ là 5 chấm để mà bắt nha. Ủa, Creeper đã được bắt rồi các bạn ơi. Ngon lành. Giờ thì mình sẽ tiến hành cất nó vào trong PC thôi nè. Ui, mình không biết mình có còn chỗ cho bộ Mon Shiny không nữa. Ui, bộ Mon Shiny của mình có khá là nhiều luôn rồi nè. Chắc mình phải tạo một cái trang mới cho bộ Mon Shiny quá. Mình sẽ để mấy em bộ Mon Shiny mới này qua cái trang 23 nha. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ lại lên trên thôi. Wow. Ở đây đây, cuối cùng nó cũng đã chịu xuất hiện rồi nè các bạn ơi. Em cách phơm của chúng ta. Cái em khó tính này. Ôi nó đâu rồi? Đây rồi các bạn ơi. Ôi nhìn nó cũng khá là tí hon đây ha. Wow. Cách phơm. À, mình đã thấy được một trainer rồi các bạn ơi. Cuối cùng thì tôi cũng đã thấy rồi. Để bắt con cách phơm này trước cái đã. Và thành công các bạn ơi. Mấy em này thì dễ thôi nè. Rồi, mình sẽ tiến hành đi qua đây thách đấu với lại trainer này nha. Ủa, đây là Mututor, cái ông dạy kỹ năng. Trời ơi, không phải là trainer các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành chuyển cái dạng cho cái em cách phơm này nha các bạn ơi. Thì chúng ta có thể dùng những cái chiêu mà theo đúng hệ của cách phơm để cho nó chuyển dạng nha các bạn ơi. Ở đây thì mình sẽ dùng cái chiêu heal này đi nè. Đâu rồi? Ủa, con cách phơm của mình nó đi đâu mất tiêu rồi? Mình không thấy nó luôn. Heal một phát nữa rồi. Ủa? Đây rồi các bạn ơi, cách phơm tuyết cuối cùng cũng đã có rồi. Mình sẽ nhanh chóng cất nó vào trong PC coi. Đó, để cho nó đỡ đi đâu mất nha. Rồi, mình đã có được cái dạng cách phơm tuyết rồi nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cất nó vào trong PC thôi các bạn à. Đó, kẹo nó sẽ mất cái dạng đó. Đây rồi, cách phơm tuyết đã có. Cách phơm thường, cách phơm nắng, cách phơm tuyết. Và bây giờ mình sẽ còn một cái dạng cách phơm nữa, đó chính là cách phơm mưa nha các bạn ơi. Đây rồi, chúng ta sẽ tiến hành xài cái chiêu Rain Dance này đi ha. Ồ, nó đã chuyển sang dạng mưa rồi. Giờ thì mình end battle thôi các bạn ơi. Rồi, cất nó vào trong cái PC thôi nè. Và đây rồi, em Pokemon đầu tiên mình đã có đủ được 4 dạng rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ lại tiếp tục đi làm về những cái dạng đặc biệt khác của Pokemon thôi các bạn ơi. Và cái Pokemon mình sẽ làm đó chính là Wumadam và Permi nha các bạn. Ồ, để mình coi thử cái con Permi này này thì nó sẽ spawn tại đâu nha. Permi. Nó sẽ spawn tại những cái cánh rừng bình thường thôi. Và thời gian nào cũng được hả? Ui, vậy thì khá là hay rồi. Ui, và hình như mình đã có khá là nhiều Permi rồi các bạn ơi. Mình đỡ phải mất công đi bắt nữa. Mình chỉ thiếu là thiếu Wumadam này thôi. Đây rồi các bạn ơi. Ở đây thì mình đã có được ba cái dạng Permi rồi nha. Để bây giờ mình cất mấy cái Pokemon này tạm thời vào cái chỗ nào đó đi ha. Đây. Mình sẽ tạm cất hết mấy Pokemon này ở đây nha. Rồi chúng ta sẽ tiến hành lấy Permi ra thôi nè. Đây, ba em Permi của mình đây các bạn ơi. Mình sẽ biến đổi nó về những cái dạng đặc biệt nha. Ồ, đây cái con gì vậy? Tính tới để thách đấu mình đó các bạn ơi. Sợ vậy. Đây, Permi thì nó có rất là nhiều dạng đây nè. Chúng ta có được cái dạng Permi cây nè các bạn ơi. Đây là Permi Sandy, Permi cát. Và tiếp theo là Permi rác hả? Wow. Và Wumadam thì nó cũng như vậy thôi các bạn ơi. Đây, và mình đã có được một em Permi cây rồi nè các bạn ơi. Đây, đó. Mình sẽ đổi một em nữa cho các bạn cùng coi nha. Đây chính là Permi của chúng ta nè. Ok. Bây giờ mình sẽ bấm Ring coi. Coi nó có trở về cái dạng Permi cây chúng ta không nữa. Không cho tôi Ring thì tôi Tackle vậy. Ui, cấu cho nó một cái xíu máu à. Thôi Ring thôi các bạn ơi. Đây rồi, và mình đã có thêm một con Permi cây nữa. Đó. Đó chính là cách để có Permi cây. Chúng ta còn phải thách đấu Pokemon nữa trên những cái mặt cỏ này nè. À, những cái cây đó, hoặc là những cái khúc gỗ này nha các bạn ơi. Đó, rồi bây giờ mình sẽ cất một cái dạng Permi vào nha. Mà ở đây thì mình đã có được hai dạng Permi rồi nè. Đó chính là Permi cây và Permi rác nha các bạn ơi. Đó, mình còn Permi cát nữa. Mình sẽ cần kiếm một cái mặt cát để mà thách đấu Pokemon. Chắc mình phải đi ra biển quá. Đây rồi các bạn ơi, đây mặt cát đây nè. Tiến hành thách đấu em Krabby này luôn. Rồi chúng ta sẽ run thôi.
Để cho em permit nó sẽ tự chuyển dạng như các bạn ơi. Đấy rồi, và đây chính là permit cat nha. Rồi mình sẽ tiến hành có cái em permit này vào trong đây luôn nha các bạn ơi. Nói chung á thì permit các bạn có thể chuyển dạng vô số lần tùy thích nha. Nói chung thì các bạn có thể lựa chọn là permit cây, permit cat hoặc là permit red đều được nha. Còn về Vumadam khi nó đã có cái dạng này rồi thì nó sẽ không có bao giờ chuyển dạng được đâu nha các bạn ơi. Đó chính là cái sự khác biệt của permit và Vumadam nha. Cái gì vậy? Pikimaku nhưng mà dạng thường thôi. Nhưng chắc mình phải đi bắt thêm một cái con Permi nữa rồi các bạn ơi. Tại vì giờ mình đang thiếu một cái dạng, đó chính là Wumadam. Đó chính là Wumadam cây. Mình phải đi bắt cho đầy đủ cái đã. Bữa đây có một ông Officerman nè. Nhưng mà đây rồi, Permi nó đã chịu xuất hiện nữa các bạn ơi. Ui và đây chính là một con Permi đực hả? Xài Whipball thử nhé các bạn ơi. Cấp 20 thôi mà, cứ Whipball mà văng ra thôi các bạn à. Thành công luôn, ngon lành cành đào nha. Wow, có một trainer cấp 100 ở đây luôn. Ui kinh khủng quá vậy. Rồi thôi kệ đi các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành chuyển dạng cho cái em Permi này cái đã. Đầu tiên thì chắc mình sẽ thách đấu cho nó tiến hóa cái con Permi này quá. Chúng ta sẽ cần phải chuyển dạng qua lại giữa các em Permi đực và Permi cái thôi bạn ơi. Đầu tiên thì chắc mình sẽ tiến hành cho cái con Permi này về cái dạng plant trước đi ha. Rồi run thôi các bạn ơi. Đó nó đã chuyển sang màu xanh rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ dùng scissor để mà tiến hành cho em Permi này lên cấp nha. Đó Permi này thì nó, ui lên được có một xíu kinh nghiệm vậy. Trời ơi không được rồi các bạn ơi, chắc mình lại phải đi vào trong đây và kiếm Pokemon để mà thách đấu thôi bạn ơi. À đây là Big Chaos các bạn ơi. Rồi dứt nó thôi. Ui có con Biriu bay ngang qua mình luôn kìa. Hết hồn. Big Chaos với tôi. Đây rồi. Và Permi của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa nữa các bạn ơi. Đây chính là Permi dạng cây nha. Đó. Để coi lần này nó có lên Wumadam dạng cây không nha. Chúng ta sẽ chờ một xíu. Và đấy rồi. Đây chính là Wumadam dạng cây nè các bạn ơi. Ủa bên kia có một con Parrot kìa. Ngon lành. Rồi và chúng ta đã có đủ được hết ba dạng của Fermi cũng như là ba dạng của Madam rồi nha các bạn ơi. Wow thiệt là xịn xò. Để mình qua đây mình kiểm tra coi Parrot gì vậy. Parrot. Ủa đâu rồi. Ồ chỉ là con Parrot thường thôi bạn ơi, không phải là con Parrot màu đỏ. Bây giờ đến với một em Pokemon khác, đó chính là Cherrim nha các bạn ơi. Thì Cherrim nó sẽ có được hai dạng. Đây mình sẽ cho bạn coi. Đây chính là cái dạng Overcast nha các bạn ơi. Đó nó sẽ khép cái cánh hoa lại. Và nó còn một cái dạng nữa, đó chính là cái dạng Sunshine. Đây mình sẽ cho các bạn cùng coi luôn. Cherrim. Đây nè các bạn ơi. Đó, đây chính là Cherrim Sunshine. Và đây là Cherrim Overcast nha. Bây giờ thì mình sẽ còn đi bắt thêm Cherrim Sunshine thôi bạn ơi. Trời ơi. Ui, đây rồi các bạn ơi. Cái con cấp 1 của con Cherrim, đó chính là Cherubi, nó đã chịu xuất hiện rồi nè. Chắc mình sẽ đi bắt cái em này luôn đi ha. Whipball luôn các bạn ơi. Có vẻ khá là ngon lành đây. Và em này thành công. Ủa hồi lâu quá các bạn ơi, là mình lo. Đây Cherubi chúng ta đã có rồi nè, mình sẽ tạm có cái con Cherim vào trong đây nha. Cherubi đây, nó đây rồi các bạn ơi. Để mình coi thử mình có thể tiến hóa em Cherubi này khi nó đạt cấp bao nhiêu nha. Cherubi ôi cấp 25 các bạn ơi. Nói chung thì chúng ta sẽ còn một khoảng thời gian nữa để mà luyện cấp nữa thôi. Ui Rufflet này cấp 53 luôn, cấp cao vậy mà đánh có được 300 mấy à. Ui vào đây rồi các bạn ơi, mình gặp được một em Legendary đầu tiên trong tập ngày hôm nay luôn nè. Đó chính là NT nha. Wow hấp dẫn, lâu lắm rồi mới gặp lại NT đó, tôi nhớ mày lắm nhiên. Nhưng mà mình đã có NT cấp 100 rồi nên mình sẽ tiễn cái em NT này lên đường thôi nha các bạn ơi. Đây Rheumatic Laser dánh cứu tỏi luôn. Ui và cái con Cherubi của mình đã lên được cấp 20 rồi nè. Wow, nãy giờ thì nó vẫn chưa có gì thay đổi. Cuối cùng mình cũng gặp được một trainer rồi đó. Trời ơi, sao nó khổ nha. Chắc bây giờ mình sẽ đi ngủ một phát đi, cho trời nó sáng này cái đã. Mình cũng đã luyện cấp cho cái em Cherubi lên được là 23 rồi đó các bạn à. Wow. Đây, trainer xịn sò nha. Ui chết rồi, Pokemon hệ lửa hả? Chắc mình sẽ chuyển qua con Yveltal đi ha. Ok Yveltal ra trận.
Trời ơi, đánh tôi gãy ngứa hả? Đây, Forked Blade nè. Ủa? Không gây sát thương các bạn ơi. Sức cầu bên thử coi. Dảnh cửu tỏi luôn. Rainbow hả? Ui, Rainbow nó đã giảm cái chỉ số gì đó của mình rồi các bạn ơi. Sức cầu bên phát nữa. Ui, chiêu này thì không có xi nhê với lại cái em Rainbow rồi. Chắc mình sẽ chuyển qua Forked Blade đi ha. Ủa? Roll Life phải không? Forked Blade phát nữa. Và đây rồi các bạn ơi. Em Cherubi của mình cuối cùng nó cũng đã chịu tiến hóa rồi nè. Oh, sau bao nhiêu lâu chờ đợi cày cấp nãy giờ thì em nó cũng đã tiến hóa rồi. Úp. Vẫn là con Cherim ạ. Cherim thường. À các bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã biết cách để mà chuyển cái dạng Cherim Overcast sang cái dạng sinh sai rồi các bạn à. Chúng ta sẽ cần mấy cái em Pokemon á mà nó có cái ability là Ru này nè các bạn ơi. Nó rất là chỉnh sò luôn. Ability này á nó sẽ cho phép trời nắng trong vòng 5 hiệp nha các bạn ơi. Nắng gắt luôn đó. Mình đã có được một em Cherry ở cái dạng Sunshine rồi nè. Và một em Cherry ở cái dạng Overcast. Để mình sẽ chuyển cái em Overcast này sang cái dạng Sunshine luôn nha các bạn ơi. Ôi ôi, nãy giờ làm tôi mò gần chết à. Ok, và mình sẽ còn thêm một em Kyogre nữa các bạn ơi. Sẵn tiện thì mình lấy Kyogre ra luôn các bạn ơi. Chúng ta phải tháo mấy cái đám ra mới được. Đó, thì cái ability của nó mới hoạt động nha các bạn ơi. Đầu tiên thì mình sẽ cho Groudon ra trước nè. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái em Cherim Overcast ra nha. Và đây rồi, nó đã chuyển sang cái dạng sinh sai nha các bạn ơi. Xịn sò con bò chưa? Để bây giờ mình sẽ chuyển qua cái con Kyogre thử coi. Qua Kyogre nè. Đó, bây giờ thì trời bắt đầu mưa rồi. Và mình sẽ cần chuyển qua cái em Cherry Bucky để nó chuyển sang lại cái dạng Overcast nha. Đây rồi các bạn ơi, và nó đã về lại cái dạng Overcast rồi. Úi, nó bị dảnh củ tỏi luôn rồi. Và Cherry này thì nó cũng đã về dạng Overcast luôn. Nếu mà muốn chuyển nhanh một lần nữa thì lại chuyển qua Raiden nè các bạn ơi. Đó, và mình sẽ lại chuyển qua Cherry để cho nó về cái dạng Sunshine nha. Đó, hấp dẫn các bạn ơi. Đại khái như là trời nắng á, thì hoa nó sẽ nở ra. Và trời mưa á, thì mấy cái cánh hoa nó sẽ khép lại nha. Rồi, mình bây giờ chắc mình sẽ xử luôn cái em Full Round này đi. Đó, ngon lành cành đào. Mình mò nãy giờ nó mới ra các bạn ơi. Đây, Sacrifice nó. Xài chiêu lửa thánh nè. Dánh cứu tối. Con V-Raisin nó đã chịu xuất hiện rồi nè. Trời ơi, nãy giờ tôi mới thấy á, hấp dẫn. Lại thêm một em Legendary nữa rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành cất Kyogre vô trong đi ha. Kyogre nó ở đây khá là lâu rồi đó. Và mình cũng cất một em Cherry vào trong luôn nha các bạn ơi. Mình sẽ giữ lại một cái dạng thôi. Đây, cất một em Cherry thường vào trong đi. Đầu tiên thì mình sẽ cho Groudon ra trước nè. Tiếp theo đó thì mình sẽ chuyển qua Cherry để mà nó thành cái dạng sinh sai nha các bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta lại chuyển qua em Groudon tiếp tục. Để mà đánh bại luôn cái em V-Raisin này đi ha. Hấp dẫn. Em Legendary thứ 2 trong tập ngày hôm nay luôn rồi đó. Thánh kiếm sĩ. Ủa, nó cho mình hai cái Emerald nè. Ngon lành. Ủa, sao nó lại về cái dạng bình thường rồi ta. Ô, nãy mình mới làm được mà. Bây giờ hết mất tiêu rồi. Chắc mình lại tiến hành đi chuyển dạng tiếp thôi các bạn ơi. Đây, lại cho Raiden ra trận nè. Và chúng ta sẽ chuyển qua em Cherim này. Đó. Ui, hấp dẫn rồi. Bây giờ thì mình end battle thử coi. Em battle thì nó sẽ giữ lại cái dạng này cho chúng ta nha các bạn ơi. À các bạn ơi, chúng ta phải thật là nhanh chóng. Thì cái em Cherry này á, nó mới giữ lại cái dạng này cho chúng ta được nha các bạn. Đây, đây chính là dạng sinh sai đúng không? Bây giờ mình sẽ tiến hành end battle một phát nè. Và mình sẽ cất em nó vào trong đây luôn. Đó, vậy cho nó nhanh các bạn ơi. Thế là chúng ta đã có được hai dạng. Một là Cherry sinh sai và thứ hai là cái dạng Cherry Overcast rồi nha các bạn ơi. Wow, cuối cùng thì cũng đã đủ được hai dạng của Cherim rồi. Để kết thúc video này thì chắc mình sẽ tiến hành làm thêm một cái dạng đặc biệt khác của một em Pokemon nữa nha các bạn ơi. Đó chính là em Aegislash. Đây, đây chính là Aegislash của chúng ta nha. Wow, mình đã có được một em cấp 62 luôn hả? Xịn vãi cả chưởng hả? Nó có cái ability đó là Ten Chain nha các bạn ơi. Nó sẽ chuyển sang giữa hai cái dạng nha. Đây, đây chính là một cái khiên nha các bạn ơi. Và khi tấn công á, nó sẽ chuyển sang những cái kiếm nha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn cùng coi. Thì ability này nó chỉ có thể chuyển đổi trong cái trận đấu thôi. Đây, mình sẽ cho Aegislash ra trận.
Đây các bạn ơi, nó đang ở cái dạng khiên nè. Khi chúng ta gây một cái đòn sát thương á thì nó mới chuyển sang cái dạng kiếm luôn nha. Đây mình sẽ xài chiêu slash thử coi. Ui, xài một phát nó dãnh củ tỏi luôn rồi, lấy gì đâu mà cái dạng kiếm cho chúng ta coi nữa. Đây rồi, mình sẽ lại chuyển sang Aegis Lash một lần nữa nha các bạn ơi. Rồi, và chúng ta sẽ tiến hành xài một chiêu gì đó gây sát thương cho em này đi ha. Đây rồi, và nó đã chuyển sang cái dạng kiếm rồi nè các bạn ơi. Ủa đâu rồi? Đó, các bạn thấy chưa? Quay, bây giờ nó đã cầm cái khiên cái kiểu khác rồi nè các bạn ơi. Ủa, xịn sò chưa? Cái dạng này nó sẽ chuyển khi mà nó tấn công người ta đó. Đó, cái kiếm nè các bạn ơi. Đó, khác hẳn cái dạng hồi nãy liền phải không? Đây, đây chính là Aegis Lash của chúng ta. Bình thường thì nó sẽ ở cái dạng khiên này thôi. Và khi gây sát thương cho Pokemon trong trận á, thì nó sẽ tiến hành chuyển sang cái dạng gây kiếm thôi các bạn ơi. Đâu rồi? Mình sẽ chuyển dạng một lần nữa cho các bạn cùng coi nha. Pursuit. Ui, dãnh củ tỏi luôn rồi. Không có con nào trụ được lâu lâu hơn xíu à. À đây, bị cái chủ cấp 50 nè. Đó, đó. Bình thường là chúng ta đang ở cái dạng khiên phải không? Xài một chiêu gây sát thương cho con Pikachu coi nào. Ồ, nó xoay một vòng và chuyển sang cái dạng kiếm nữa nè các bạn ơi. Xịn sò. Bây giờ nó đã có thể tấn công, vừa có thể phòng thủ được rồi nha các bạn ơi. Nếu chúng ta dùng cái chiêu có tên là Kinshiu, cái khiên của vua đó các bạn ơi, thì nó sẽ chuyển sang cái dạng khiên ngay lập tức nha. Nhưng mà tiếc là cái con Aegis Lash của mình đó, nó chưa có được cái chiêu đó. Chiêu đó thì để mình coi thử chúng ta sẽ có khi nó đạt được cấp bao nhiêu nha. Aegis Lash. Ô, cái chiêu này có khi nó đạt được cấp 1 thôi các bạn ơi. Ui, cấp 1 là nó đã có thể có hết các cái chiêu luôn rồi à. Wow, có vẻ là như vậy rồi các bạn ơi. Xịn sò vả chưởng hả? Cấp 1 là nó có được hết chiêu luôn rồi nè. Mình không biết phải là cái wiki nó đang bị lỗi hay không nữa. Nói chung thì tập ngày hôm nay chúng ta đã có được khá là nhiều cái form đặc biệt của Pokemon rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy video này hay, các bạn đừng quên cho mình một like, một nút đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình đăng video lên nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.